Và bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Phạm Công Khánh đang rất sẵn sàng để có thể tư vấn cho tất cả quý vị. Chúng ta cùng gặp gỡ khách mời của chương trình nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan, xin chào quý vị khán thính giả. Thưa bác sĩ, Loan thì Loan cứ hình dung đơn giản đó là nôn ra máu, là máu sẽ thoát ra bên ngoài qua đường thực quản thôi. Vậy còn định nghĩa về phía y học thì sao ạ? Thì nôn ra máu không phải là một cái bệnh lý, mà nó chỉ là một cái triệu chứng của rất là nhiều cái bệnh lý có thể có của đường tiêu hóa. Thì nôn ra máu là một cái tình trạng mà mình nôn, có thể nôn ra máu đỏ tươi, hoặc là nôn ra máu bầm, tức là máu cục, hoặc là có thể nôn ra cái dịch nâu đen kèm với thức ăn. Thì đó là những cái biểu hiện của nôn ra máu. Và khi mà có cái biểu hiện nôn ra máu thì một cái người bác sĩ khi mà thăm khám bệnh nhân thì mình cũng cần phải phân biệt cái nôn ra máu với một những cái tình trạng khác có thể có, chẳng hạn như là bị ho ra máu. Nôn ra máu nó chỉ là một cái triệu chứng của nhiều cái bệnh lý. Thì thông thường thì nôn ra máu sẽ xuất hiện trên hai cái nhóm bệnh lý. Thứ nhất là nhóm bệnh lý do tăng áp cửa, tức là những cái trường hợp này là những cái trường hợp mà người bệnh bị nôn ra máu do các cái bệnh lý, chẳng hạn như là viêm loét dạ dày hay là viêm loét tá tràng, hay là những cái tình trạng khác chẳng hạn như là dị dạng mạch máu ở trong dạ dày, hoặc là đôi khi người bệnh nôn nhiều thì xảy ra một cái tình trạng là rách cái niêm mạc ở cái vùng thực quản, thì người ta gọi là một cái hội chứng là hội chứng Mullen-Rietveld. Thì đó cũng là một cái biểu hiện có thể gây ra nôn ra máu. Thì bên cạnh đó thì mình cũng biết là có một cái nhóm bệnh lý khác gọi là cái nhóm bệnh lý gọi là tăng áp cửa. Thì đây là cái nhóm bệnh lý mà thường xảy ra trên bệnh nhân xơ gan. Thì với cái nhóm này thì tình trạng nôn ra máu thường xuất hiện do vỡ các cái mạch máu bị giãn ở thực quản hoặc là ở dạ dày. Thì đó là hai cái nhóm bệnh lý quan trọng có thể gây ra cái triệu chứng nôn ra máu. Và thưa bác sĩ, như vậy thì khi mà mình bị nôn ra máu thì mình có cần phải quan sát thêm những cái triệu chứng gì khác đi kèm để mình có thể khai bệnh với bác sĩ và giúp cho bác sĩ sẽ biết chúng ta mắc bệnh gì dễ dàng hơn hay không ạ? Câu hỏi của Diễm Loan rất là chính xác. Tức là khi mà người bệnh bị nôn ra máu thì thông thường thứ nhất là mình sẽ chú ý hai cái nhóm triệu chứng. Thứ nhất là cái nhóm triệu chứng hậu quả của nôn ra máu. Tức là chẳng hạn như nôn ra máu thì sẽ làm cho cái lượng máu trong cơ thể mình nó bị mất đi. Thì thông thường mình sẽ có những cái biểu hiện kèm theo. Chẳng hạn như là nhẹ thì mình cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, hoặc mình cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Hoặc là nặng hơn nữa thì mình có thể ngất xỉu. Đó là những cái bệnh triệu chứng mà có thể đi kèm với cái nôn ra máu. Bên cạnh đó thì mình cũng lưu ý các cái triệu chứng của các cái bệnh lý gây ra nôn ra máu, chẳng hạn như đối với cái bệnh lý mà cái nhóm mà không do tăng áp cửa đó, thì chẳng hạn như bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng thì thông thường sẽ có các cái biểu hiện chẳng hạn như đau bụng vùng trên rốn, hoặc là cảm thấy nóng rát ở vùng trên rốn, hoặc là đôi khi cảm giác đầy hơi khó tiêu, vân vân. Còn đối với những cái người bệnh mà xơ gan á, tức là những cái người mà nôn ra máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa đó, thì thông thường mình sẽ thấy các cái biểu hiện của xơ gan, chẳng hạn như bệnh nhân có thể có cái tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa đó, thì thông thường mình sẽ thấy các cái biểu hiện của xơ gan, chẳng hạn như bệnh nhân có thể có cái tình trạng là bán bụng, hoặc là có vàng da vàng mắt, vân vân. Thì đó là hai cái nhóm triệu chứng mà cái người bệnh khi mà nôn ra máu thì mình cần lưu ý. Dạ, và khi nào một người bị nôn ra máu nên ngay lập tức đi gặp bác sĩ ạ? Trên thực tế thì nôn ra máu là một cái dấu hiệu nguy hiểm, cho nên là khi mà người bệnh có cái biểu hiện nôn ra máu thì tốt nhất là mình nên đến cái cơ sở y tế để mình được bác sĩ thăm khám, để thứ nhất là để chẩn đoán tại sao chúng ta nôn ra máu, thứ hai là chẩn đoán cái mức độ nặng của nôn ra máu. Dạ, và khi bị nôn ra máu như vậy mà người bệnh vẫn không đi gặp bác sĩ, tiếp tục duy trì ở nhà thì nó có biến chứng gì nặng nề hay không ạ? Nếu mà người bệnh bị nôn ra máu mà nếu mà chúng ta không đến cái cơ sở y tế thì đôi khi sẽ có các cái hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là khi mà nôn ra máu, tức là cái cơ thể của chúng ta mất đi một cái lượng máu, tức là mất đi một cái thể tích tuần hoàn trong cơ thể. Và nếu mà may mắn mà nhẹ thì thông thường chúng ta cũng có thể qua, chúng ta không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta mất một cái lượng máu lớn thì chúng ta có thể có các cái hậu quả của tình trạng giảm cái tuần hoàn. Chẳng hạn chúng ta bị tụt huyết áp, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ bị giảm cái thể tích tuần hoàn, và có thể từ đó nó khởi phát các cái bệnh lý mà đặc biệt là các người lớn tuổi có thể bị, chẳng hạn như là người bệnh có thể nặng hơn cái tình trạng thiếu máu cơ tim mà hậu quả nặng nề hơn, tức là nhồi máu cơ tim, hoặc là một số tình trạng khác chẳng hạn như là thiếu máu não. Thì còn cái hậu quả mà nặng nề hơn nữa, tức là khi người bệnh mất một cái lượng máu lớn thì có thể gây ra tình trạng sốc mất máu, và đối với sốc thì có thể dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng nhất, đó là suy đa cơ quan và cuối cùng là tử vong.
Vâng, thưa quý vị, nghe đến đây thì có lẽ là chúng ta không thể chủ quan về cái việc là nôn ra máu được quý vị nha. Thưa bác sĩ, như vậy thì khi bị nôn ra máu cùng với hàng loạt những cái lý do và những cái căn bệnh khác nhau như thế thì người bệnh sẽ được điều trị như thế nào? Có phức tạp lắm hay không ạ? Chúng ta biết rằng nội soi là một cái phương pháp quan trọng để tìm cái nguyên nhân chảy máu, tìm cái nguyên nhân nôn ra máu. Qua nội soi thì mình sẽ điều trị cầm máu. Thì hiện nay thì chúng ta có rất là nhiều cái phương pháp điều trị cầm máu qua nội soi với nhiều cái tiến bộ hơn so với trước đây và giúp cho chúng ta tăng cái tỷ lệ thành công lên cũng như là chúng ta sẽ giảm cái tỷ lệ tái phát. Ngoài ra thì đối với cái nhóm mà xuất huyết mà chảy máu do tăng áp cửa là trên bệnh nhân xơ gan thì chúng ta có thể qua nội soi chúng ta có thể thắt thun để cầm máu hoặc là chúng ta có thể chích keo vào để cầm máu lại. Bên cạnh đó thì những cái tiến bộ khác chẳng hạn như trước đây thì nếu mà chúng ta nội soi thất bại thì người bệnh sẽ phải đi mổ để khâu lại cầm máu, là một cái phẫu thuật nó sẽ tương đối là nặng nề. Tuy nhiên thì gần đây thì với cái sự tiến bộ của y học thì chúng ta có thể cầm máu qua cái can thiệp nội mạch, tức là người ta sẽ luồn một cái thiết bị hiện đại vào trong cái mạch máu của chúng ta và chúng ta tìm đến đúng cái nơi mà cái mạch máu đang chảy và chúng ta sẽ tắt lại. Bên cạnh đó thì nôn ra máu là một cái triệu chứng mà nó làm giảm cái thể tích tuần hoàn, cho nên là cái việc điều trị quan trọng tức là chúng ta phải sớm bù hoàn lại cái thể tích bị mất đó bằng cách là chúng ta sẽ truyền dịch hoặc là truyền máu và chúng ta sẽ dùng các cái loại thuốc để giảm cái tiết axit trong dạ dày hoặc là chúng ta dùng các loại thuốc để giảm cái áp lực của cái tĩnh mạch cửa. Thì đó là những cái giải pháp mà sẽ hỗ trợ cho nội soi, hỗ trợ cho can thiệp nội mạch để mà chúng ta giảm được cái tỷ lệ chảy máu tái phát cũng như giảm cái tỷ lệ trở nặng và tử vong của người bệnh. Thưa quý vị, qua chia sẻ của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là quý vị nào mà chúng ta có nhìn thấy bất kỳ ai hoặc là chẳng may mà bản thân mình có cái triệu chứng nôn ra máu này thì chúng ta sẽ cần phải đi thăm khám ngay nha, để đảm bảo là mình sẽ được chăm sóc tốt và điều trị liền cái vấn đề nguyên nhân để tránh tình trạng này có thể xuất hiện nữa và nguy hiểm nhất là có thể gây tử vong đấy ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau. Quý vị đừng quên là chương trình được phát sóng định kỳ hàng ngày và cứ đúng giờ mở TV theo dõi chương trình để có thể biết thêm những kiến thức thật hay về y khoa, chăm sóc sức khỏe bản thân mình và cho cả người thân yêu nữa quý vị nha. Còn bây giờ Diễm Loan và bác sĩ xin được nói lời chào tạm biệt.